Chúng tôi có cảm nhận là cái công trình này nó cũng đã đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật, và hôm nay đi thật sự là nó cũng rất là êm thuận, cũng có tạo ra tiếng ồn nhưng tiếng ồn nó không lớn như cái đường sắt quốc gia chúng ta. Dứt khoát tháng 10 này là chúng ta sẽ vận hành kỹ thuật, tháng 12 là chúng ta sẽ vận hành thương mại. Trong cái giai đoạn vận hành kỹ thuật đó, thì chúng ta sẽ tiếp tục là lắp đặt một số thiết bị trong hành trình. Đến khi mà vận hành thương mại thì toàn bộ thiết bị của cái công trình này là phải hoàn thành 100%. Một là hiện nay cái công tác giải ngân chúng ta chậm. Đến thời điểm này là chúng ta mới giải ngân được lần đầu được là hơn 7 triệu đô trong cái tổng số là 258 triệu đô. Thì chúng ta phải tập trung thực hiện cái công tác là thanh toán. Bởi vì hiện nay khối lượng hiện nay còn rất lớn.